với nồi Sài Gòn xin chào các bạn thì trước mắt các bạn đây là bộ loa mới nhất đến từ hãng Clip đó chính là clip Heritage Pro Media 2.1 thì ngay từ cái tên thì các bạn đã biết là loa để sử dụng cho cái việc uh, giải trí hàng ngày thì uh, như các bạn cũng đã thấy thì uh, loa sẽ bao gồm hai cái uh, loa vệ tinh này và một cái cục, cục sập thì cái cục sập này kim luôn cả âm ly đó thì mình thấy cái việc mà hãng tra, trang bị cái 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 sập sẵn cho loa như này á thì rất là hợp lý luôn tại vì cái nhu cầu giải trí của chúng ta đa phần lớn từ nghe nhạc thể loại nhạc nào thì đa số cái thể loại nhạc thì đều có bass hết đó đều cần phải có cái cái một cái lực bass mạnh nhất định đó chơi game nè xem phim nè đó hai cái đó thì càng phải có bass nhiều hơn nữa đúng không đó thì cái việc mà các bạn mua cái cục sụp này mua loa có cục sụp này thì đó là một cái việc rất là tuyệt vời luôn đấy thì loa sẽ có màu mình đang có cái phiên bản đây là màu gỗ sáng loa thì hãng cũng bán một cái phiên bản màu gỗ màu đen nữa đấy thì các bạn thích màu nào mua màu đó thôi <laughs> ok một cái mà mình thích ở cái súp này nữa đó chính là cái uh, này các bạn thấy thì cái volume này cái volume này nó sẽ uh, cái volume của sập sẽ tách biệt với lại cái volume tổng của loa đó uh, cái 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 lỗ thoát bát lỗ thoát hơi đó rất là to luôn và nằm ở phía sau đấy rồi uh, uh, loa thì có bluetooth nè thì cái bluetooth của loa này cũng rất là đặc biệt nha là hãng nói là có thể uh, kết nối được với lại uh, console luôn như là Xbox hay là PlayStation thì đồng nghĩa với việc là loa này chơi game cực kỳ đã luôn rồi đó. Đó. Uh, tiếp theo là RCA analog thì uh, để cho các bạn có thể kết nối với lại uh, mâm đĩa than hoặc là những cái thiết bị analog khác. Uh, hoặc là những cái thiết bị nào đó mà có cổng 3.5 luôn tại vì hãng đi kèm một cái sợi RCA rồi xe ra 3.5 rồi cho nên là bạn cứ yên tâm mua về là chơi thôi đó tổng công suất loa lên đến 220W phù hợp để các bạn có thể nghe ở bất kỳ không gian nào dù là để cạnh tivi ở phòng khách hay là để ở trong để bàn vi tính trong phòng ngủ thì cái loa này đã kèm luôn cái amply rồi cho nên những cái loa vệ tinh các bạn thấy rất là nhẹ đó, mình có thể uh, và nó và nó cũng không có lỗ thoát bát luôn đó mình không có cần phải uh, canh xem là để gần hay để xa tường như thế nào để cho hay ở uh, mình uh, có thể để ở trên bàn làm việc nè ở uh, bàn vi uh, tính chơi game hay là uh, để ở bàn tivi thì cái bluetooth của uh, của loa cũng kết nối được với nhiều cái luôn như là console nè uh, tivi uh, điện thoại uh, máy tính bảng thấy laptop chẳng hạn đấy, mình muốn kết nối cái gì cũng được hết. đó, uh, loa thì cũng có đi kèm theo một cái remote luôn. thì ở trên cái remote này có mình thấy là có đầy đủ cái tính năng như là bật tắt, uh, chế độ ngủ nè, đó, uh, rồi mút nè, volume thì có có thể chỉnh cái volume của súp ở trên cái remote này luôn nha, không cần phải đi lại cục súp để vặn đâu. ấy rồi uh, chọn input nè, đó nói chung thì mình rất là hài lòng với cái cái cặp uh, Romedia này là tại vì hầu như là nó trang bị cho mình đầy đủ hết những cái mà mình cần đối với lại một cái cặp loa cơ bản để mà mình để nhà mình chơi game mình vừa mình giải trí mình vừa làm việc luôn loa thì đèn, hiện đang có giá là 7 triệu 500 ngàn và có sẵn tại Vinyl Sài Gòn luôn nha các bạn có thể đến uh, mua sắm và trải nghiệm thử tại chi nhánh của mình ở 6B Đinh Bộ Lĩnh phường 24 quận Bình Thạnh xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha xin chào tạm biệt.